Mới đây tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, chương trình Xuân đoàn kết Tết thắm tình quân dân đã được tổ chức, mang đến nhiều niềm vui, sự ấm áp đầy đủ cho bà con đồng bào các dân tộc trong những ngày xuân mới và đón Tết cổ truyền của dân tộc. Những ngày cận Tết, người dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cảm thấy vui và hạnh phúc hơn khi được tham gia chương trình Xuân đoàn kết Tết thắm tình quân dân. Hơn 900 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi đã được trao tặng. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức còn tặng 35 xe đạp cho học sinh, tặng 5 mô hình sinh kế cho thanh niên, tặng nhà đồng đội cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá chương trình dành cho người nghèo là hơn 9 tỷ đồng. Hôm nay tôi thấy rất là vui, bà con này rất phấn khởi khi có chương trình này. Sự quan tâm của Đảng, của nhà nước, bà con vùng miền A Lưới rất phấn khởi khi có chương trình này để bà con ấm áp được có cái món quà để ăn dịp Tết trong 3 ngày Tết ạ. Bác rất cảm ơn đơn vị đã đưa hàng hóa tới chợ vùng cao của huyện A Lưới. Xin cảm ơn Đảng, nhà nước, cảm ơn đơn vị quân dân để về cho đồng bào A Lưới về ăn Tết được ấm no hơn. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo. Ngày hội diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm, mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao với nhiều hoạt động phần thi đan xen như thi gói bánh chưng xanh, cắm hoa xuân, trưng bày mâm ngũ quả, văn hóa văn nghệ. Hôm nay được tham dự một cái ngày thật sự rất là ý nghĩa là xuân đoàn kết Tết thắm tình quân dân. Thì hôm nay là được đối với xã Đông Sơn cũng được tham gia các hoạt động rất là nhiều sự kiện. Ở đây như là sự kiện là khám chữa bệnh thuộc miễn phí này, tặng quà cho các hộ gia đình, hộ nghèo của đồng bào xã Đông Sơn. Chúng tôi phối hợp với ban tổ chức chương trình, tổ chức gian hàng không đồng với các cái hàng nhu yếu phẩm rất thiết thực cho ngày Tết đối với bà con. Thứ hai, đồng hành cùng với là các cơ quan đoàn thể để tiến hành thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Và đợt số tiền hiện nay huy được trên 350 triệu đồng. Chúng tôi đưa vào quá trình hoạt động rất là hiệu quả và thiết thực. Những phần quà trong chương trình được lãnh đạo quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92, tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế và cấp ủy, chính quyền địa phương dành tặng cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới A Lưới. Hoạt động ý nghĩa này đã phần nào thể hiện nghĩa tình và trách nhiệm của lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đối với những hoàn cảnh khó khăn. Đây là một chương trình có rất nhiều cái hoạt động ý nghĩa, hết sức thiết thực. Nó mang tính nhân văn và tính văn hóa cổ truyền rất là cao. Và thông qua cái chương trình này cũng đã tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhân dân, cho đồng bào các dân tộc ở huyện miền núi A Lưới, cũng như mối quan hệ tình cảm giữa quân dân, giữa là đồng bào các dân tộc và các lực lượng vũ trang đang đứng chân trên địa bàn A Lưới. Tết là đoàn viên, là sẻ chia. Những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc trong những ngày đầu xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc cho người dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.